Jing một công ty thuộc quyền sở hữu của Amazon đang lên kế hoạch sản xuất những mẫu đèn thông minh trước đó công ty này chuyên về việc sản xuất thiết bị an ninh thông minh dùng cho các hộ gia đình đây là lần đầu tiên Dinh mở rộng mảng hoạt động của mình sang mảng thiết bị chiếu sáng thông minh theo ủy ban truyền thông liên bang mỹ fcc Jing sẽ không chỉ sản xuất một mà là nhiều dòng sản phẩm chiếu sáng thông minh công ty con của Amazon đang cho thấy tham vọng chen chân vào thị trường vốn được thống trị bởi philips huế hệ thống giải pháp chiếu sáng được phát triển bởi philips hiện không có nhiều thông tin về đèn thông minh của Zing. Tuy vậy, hồ sơ của FCC cho biết thiết bị này sẽ được tích hợp khả năng kết nối Bluetooth. Điều này cho thấy đèn thông minh của Zing có thể kết nối với các thiết bị khác. Tuy nhiên hiện không rõ những mẫu đèn này có được tích hợp sẵn cảm biến chuyển động, hay phải thông qua một thiết bị hấp trung tâm. Theo The Vex, việc các mẫu đèn thông minh chuẩn bị ra mắt dưới thương hiệu Zing cho thấy, Amazon đang tránh việc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại một khi nhà sản xuất này chính thức xác nhận việc can dự vào thị trường thiết bị thông minh chắc chắn nhiều ông lớn khác sẽ phải dè chừng